HRB Box. Yeah, hello, my name is Tyson from Vietnam, and today I will teach you beatbox in Vietnam. Xin chào tất cả các bạn, và để làm được beatbox chúng ta có 3 âm cơ bản là BTK. Để làm được âm đầu tiên, các bạn hãy tưởng tượng đang ăn một cái gì đó và nhổ ra. It's like B. Cái hai, các bạn tưởng tượng như đang xi đá em bé như này và ngắt ra. Và âm thứ ba thì các bạn đang tập luyện, đang bị nhiệt miệng và hít mạnh vào, là chúng ta đã có 3 âm B, T, K. Và sau đây Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và chúng ta đã có 3 âm beatbox rất là đơn giản, với xi đái, phun cơm và nhiệt miệng. Hẹn gặp lại các bạn. Naughty Boy Production.